Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất ngó sen của bà Lưu Thu Dung, sinh năm 1980, có địa chỉ tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sử dụng nhiều chất phụ gia không rõ nguồn gốc để ngâm vào ngó sen. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg phụ gia không rõ nguồn gốc và hơn 350 kg ngó sen thành phẩm có chứa chất phụ gia nói trên. Qua làm việc, cơ sở này cũng thừa nhận không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ và có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.